chỗ này chặt xe mà gửi xe à. Cái chặt mấy xe hơi xe tải rồi á, xe vỏ xe cháy luôn này, chắc nó cắt quá trời, nó cắt á. Quá trời. Quá trời cháy rồi. Gió nó cháy dữ lắm. Cháy ba vỗ xe, gió nó cháy dữ lắm. Này ngay khu công nghiệp. Khu công nghiệp Đông Lạnh Mỹ Phước. Ồ cháy, cháy chỗ cắt vỗ xe. Cắt xe hơi cái con cu á, quá trời à. Đây cách đâu gần 100 mét mà nó nóng, nóng dữ dằn. Quá trời khói rồi. Cháy cái này. Nãy giờ nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ mà chưa dập tắt. Mấy cái vỏ xe nó cháy vậy mà dập không tắt trời. Đó, nó cháy vậy mà xịt nước không tắt trời mấy vỏ xe á. Cái dài dữ lắm. Tao nghĩ là xịt vô vậy mà không tắt á. Này nó quá nhiều. Cái sự nó ngay sự mà bị. Vì cái áp suất nóng nó quá trời luôn rồi, giặt nó không tắt nổi. Ngay sự mà bị luôn. Này là vỏ xe mà, để vỏ xe mà. Mà cái áp suất nó lên cao không cho nó có bớt đâu, nó càng lửa nó càng lên không à, cái lửa nó càng bung lên không cho nó có xuống đâu. Thank you.
Nó có khói trắng là nó bớt đó, mà nó có đèn hoài là nó không bớt rồi. Có khói trắng nó mới bớt, có đèn là thua đó. À, nó nhà nó có cái bức tường đó chứ không có bức tường, nó qua bỏ luôn. Tượng cao ghê không? Ừ, tượng cao chứ bộ. Có khối trắng thì có khả quan rồi, có khối đen không là thua. Giảm bớt khối rồi thấy không? Hình như nó biết không ơi. Nó biết nó xây bức tường bự, nó biết chắc có ngày hay sao á. Biết có ngày hay sao mới xây bức tường lên. Tại không cháy hết lần rồi. Không cháy hết cái rồi, nó biết rồi. Tắt rồi đó. Nó đi về xuống rồi đó. Nó bớt rồi đó, nó hạ lửa vô rồi đó. Rồi rồi quay xong chưa?